Dạ xin kính chào quý anh chị ạ. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Từ vị trí của em đi ra tất cả những tiện xung quanh chỉ tầm khoảng 1 km thôi anh chị nhé. Có trường học có này, có nhà thờ có này, rồi đường Chánh Biên Hòa. Từ vị trí của em đi ra đường Chánh Biên Hòa, đường Võ Nguyên Giáp ấy, chỉ tầm khoảng một cây số, chưa tới một cây số đâu, chỉ tầm khoảng 500-700 mét thôi. Rồi từ vị trí của em đi ra khu dân cư Bình Minh chỉ còn khoảng mấy trăm mét thôi là tới khu dân cư Bình Minh. Rồi từ trường học cấp 1, cấp 2 đầy đủ hết anh chị nhé. Đây em đang có một bất động sản, đây anh chị, đây là bất động sản dòng tiền nha anh chị nhé, đang cho thuê là 2 triệu một tháng. Dạ đó, với mặt tiền của nó là ngang 5,5 mét, sâu 18 mét, đã có nhà xây sẵn rồi nè anh chị này. Đó rồi, đây là vị trí bất động sản của mình. Rồi, căn này có thổ cư 100% nha anh chị nhé, thổ cư. Rồi đây là vị trí bất động sản mình, hiện tại bây giờ đang có một căn nhà đang xây nhà lầu này đó chị này. Rồi cái giá của chủ muốn bán căn nhà này ấy, là 1,650 nha chị nhé, 1,650 là giá chủ bán cái nhà luôn. Đó, nhà cửa có sẵn hết, hiện tại bây giờ nhà đang cho thuê cho nên không vào quay được. Trong nhà thì có một phòng ngủ, một phòng ngủ, một toilet thôi anh chị. Tại nhà này thì xây cho thuê mà nó lớn hơn cái kiosk như xây full. Rồi ra chủ cho thuê. Đấy, lên mặt tiền phía trước mình đây. Bây giờ em sẽ cho chị coi clip flycam của em nhé. Rồi, em mời anh chị. Dạ cảm ơn anh chị đã theo dõi hết clip của em ạ. Bây giờ anh chị nào có nhu cầu mua bất động sản này hãy liên hệ với em với số điện thoại 0772088263. Em làm việc chính chủ nha anh chị nhé. Bên công ty em đang làm việc chính chủ với sản phẩm này. Đó, anh chị có nhu cầu hãy liên hệ qua số điện thoại của em và đấy cũng là số Zalo của em luôn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết clip và hẹn anh chị ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh chị rất nhiều.